Vâng, thưa cô Nguyễn Hồng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, chào mừng quý vị, chào mừng anh chị, chào mừng cô dì chú bác đã đến với video giới thiệu sản phẩm bên em ngày hôm nay. Và trong video này thì một tác phẩm rất đặc biệt em muốn mang đến giới thiệu, mời anh chị thưởng lãm, mời cô dì chú bác cùng thưởng lãm. Đấy, tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật, một tác phẩm tuyệt vời được làm trên chất liệu là gỗ hương Hương Ta, Hương Gia Lai. Một tác phẩm tiểu cảnh rất to luôn, rất cao, cao đến 93 và ngang đến 94 và chiều sâu là 63. Và trong video này thì em sẽ đưa lên, mới hoàn thiện đưa lên, mời các bác cùng thưởng lãm. Và nếu mà hữu duyên thì có thể thỉnh tác phẩm về để làm đồ thờ cúng trong gia đình mình, để mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia đình, cho người thân, cho ông bà, cha mẹ, cho các con cái, cho anh em nhà mình. Đấy, một tác phẩm gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai anh chị nhá. Tác phẩm này có tên là gì ạ? Nhất Tâm Bái Phật. Và sau đây em sẽ quay chi tiết, mời các bác thưởng lãm. Về tổng quan tác phẩm thì anh chị thấy rồi, quá nhiều chi tiết được làm, quá nhiều chi tiết nhá. Tác phẩm hoàn thiện với thời gian khá lâu luôn, rất rất lâu mới có thể làm được một tác phẩm như thế này. Và tác phẩm này có đến 6 vị sư phụ nhá. Đấy, ở bên dưới và đang bái Phật Tổ Như Lai của chúng ta. Đấy, và mỗi vị một vẻ, một vị để đang quỳ, một vị thì còn cúi rạp người xuống, một vị thì cũng đứng chắp tay thành khẩn, vị kia thì đang quét lá. Và con quan thì lại làm quan, mà con sãi ở chùa thì quét lá đa đây anh chị ơi. Và vị này thì đang cầm một cái ô. Và nhân vật chính của chúng ta cũng như là trung tâm của tác phẩm này ạ, một vị Phật Tổ đang ngồi thiền, một cái vị trí trang trọng nhất, vị trí ở giữa trung tâm. Và đang ngồi trên một cái đài sen nhá. Một cái đài sen, một cái hình ảnh rất quen thuộc của những ngôi chùa ở Việt Nam ta. Và vị Phật Tổ Như Lai của chúng ta thì có một gương mặt rất hiền từ, từ bi và nhân hậu. Và đặc biệt hơn là tác phẩm này, với bàn tay nghệ nhân của bên em đã làm ra vị Phật Tổ của chúng ta với gương mặt thần thái như thật luôn, ấy rất giống luôn. Và đặc biệt hơn nữa là được làm hết sức kênh bong nhá. Vị đây ạ, em đưa tay vào đây để các bác thấy này. Đấy, kênh bong và tách hẳn luôn cái đầu ra nhá. Đấy, với những phần tay này cũng được làm tách hẳn ra rất tỉ mỉ và cẩn thận luôn. Thì hiệu ứng cho ta đó chính là cái chiều sâu, để anh chị có thể cảm nhận được rõ hơn cái vẻ đẹp cũng như là trang trọng hơn nữa. Đấy, một tác phẩm với ý nghĩa hết sức to lớn như thế này thì bên em phải đặt hết sức tâm huyết vào nhá. Đấy, sức tâm huyết vào đi tìm một cái phôi gỗ thật là tốt và một phôi gỗ tuyển để mang lên gửi gắm vào đây, hết sức những cái tâm tình, những cái ý nghĩa và thành tâm bái Phật. Đấy, tác phẩm tuyệt vời như thế này thì cũng mong anh chị có thể cảm nhận được và anh chị thưởng lãm. Thưởng lãm thì có thể cho em xin ý kiến nhận xét bên dưới, xem chỗ nào, phần nào đẹp, phần nào chưa đẹp, để bên em có thể là rút kinh nghiệm về những tác phẩm lần sau nữa. Bên em sẽ góp ý cho các bác thợ bên em có thể hoàn thiện được tác phẩm tốt hơn, đẹp hơn, mang đến gửi đến cho các bác đẹp hơn nữa nhá. Rất cảm ơn các anh, các chị, các chú, cô dì, chú bác ạ. Và sau đây em sẽ còn quay chi tiết hơn, điểm tô những ngôi chùa này, những mái đình rất đẹp luôn, đục kênh bong nhờ, đục hẳn tách ra khỏi khỏi cái khối gỗ để chúng ta thấy này, cái kênh bong hết sức có thể luôn. Mái đình, những cái cây tùng được châm gai, châm kim này tỉ mỉ luôn, từng nhát đục một. Và trên đây cái mái đình này còn được làm những cái cột này, cái kênh bong mỏi tỉ mỉ, thật sự là rất tỉ mỉ luôn. Và đục được cái tác phẩm
nguyên cái phần này mất rất nhiều công rồi anh chị nhá, rất 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 nhiều công đấy ạ. Với phần trên này à, những cái mái đình mái chùa nữa này, xa xa có ngọn núi đấy, với rất nhiều những cây xanh, những cây tùng phủ tán dưới mái đình mái chùa của chúng ta, rất đẹp luôn. Và phía trên này một cây bồ đề, một cây bồ đề, vị Phật tổ của chúng ta đang ngồi dưới tán cây bồ đề nhá, đấy, phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn đây anh chị ơi, tác phẩm tuyệt vời, cao đến 93, ngang đến 94 và sâu là 63 cho em nhá. Tác phẩm này thì bên em sẽ giao lưu với một cái giá rất yêu thương là 24 triệu đồng, bao ship về đến tận nhà cho anh chị ạ. 24 triệu đồng thôi, nhưng mà chúng ta đã có được một tác phẩm, một tiểu cảnh quá quá nhiều chi tiết như thế này. Đấy, em lại quay xa một nữa cho anh chị hình dung ra này. Một tác phẩm này mà anh chị để trong nhà trưng chơi, đấy, làm vật phẩm phong thủy này, hay là để làm đồ thờ cúng thôi nhá, thì cái giá trị của nó còn nâng lên gấp rất nhiều lần. Đấy, giá trị em không nói về cả tiền bạc đâu, mà cái giá trị này ạ, một cái giá trị về tinh thần, về ý nghĩa. Đấy, một tác phẩm nhất tâm bái Phật như thế này, anh chị thờ cúng trong gia đình mình, hoặc có thể bài trí làm vật phẩm phong thủy thôi, thì cũng đã nói này rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều cái tâm tình của anh chị gửi gắm vào đây, gửi gắm vào tác phẩm này, để có thể cho gia đình mình được ấm no, đầy đủ hơn. Đấy, và tác phẩm như thế này quá tuyệt vời luôn. Những cái tán cây bồ đề, cây tùng anh chị ơi, được làm này, kênh bong hết sức có thể luôn nhá, làm kênh bong hết sức có thể cho em. Đây, đây, em có thể đưa tay vào đây để anh chị thấy này, từng cái cành tùng một bên em mà đục đẽo ra như thế này nhá, mất rất rất nhiều công luôn, nhưng mà bên em cũng đã cố gắng làm sao hoàn thiện đẹp nhất có thể, di sần đánh sần lên luôn cây tùng này. Đây, và những cái ngôi chùa, ngôi đình, anh chị thấy không, từ cái mái này bên em cũng phải làm tỉ mỉ cẩn thận nhá. Đây, vọt này rất mịn màng, rất uyển chuyển luôn, và giống như thật. Đằng sau đây anh chị, đằng sau đây em quay một chút qua cho anh chị thấy đằng sau tác phẩm, với chất liệu gỗ hương ta rất già dơ, với những phần chun sụn hương thì chỉ đứng sau phần nu hương thôi, và đứng sau phần nu hương thôi, chứ chun sụn hương này là một trong những phần gỗ rất già, gỗ gốc cây của cây hương rồi, cho nên anh chị yên tâm với những cái tác phẩm này. Đây ạ, chun sụn hương này, khối này rất đẹp luôn, rất già dơ, và tác phẩm này kênh bong cực kỳ anh chị nhá, cho nên là anh chị cân đối chỗ để trong gia đình mình ấy, hoặc có thể làm quà biếu, quà tặng thì cũng rất tuyệt vời luôn. Nếu anh chị nào mà đang công tác, đang làm những chức vụ lớn một chút mà làm quà biếu, quà tặng cho các sếp, thì em nghĩ một cái tâm tình gửi gắm vào đây, nếu anh chị mà đưa ra một cái phong bì thì nó cũng rất bình thường như mọi lần. Nhưng mà nếu mà có cái quà biếu mà như thế này thì em nghĩ là rất ý nghĩa đấy ạ. Nhưng mà trên hơn hết nhá, vẫn là cái tâm tình của mình, vẫn là cái ý niệm của mình, một tác phẩm thành tâm bái Phật. Vâng, rất tuyệt vời. Những cây cầu, những áng hương đang có khói nghi ngút bay. Đấy, những mái đình, những ngôi chùa sẽ làm cho tác phẩm này trở lên được có chiều sâu, được lỗi khối lên rất đẹp. Vâng, và rất nhiều cái tiểu cảnh này thì làm cho tác phẩm thêm thật là sinh động và rất giống như thật luôn. Vì thế anh chị nào mà đã yêu quý rồi, đã hữu duyên rồi thì nhanh tay gọi đến số điện thoại nhá, 0987336318 của anh Mr. Hồng Đài nhá, và 0966336318 anh Mr. Hồng Lê sẽ thường trực số điện thoại này để có thể tư vấn cho anh chị. Đấy, và có thể là cân đối chốt tác phẩm luôn. Bên em chỉ là nhân viên thôi, thì em sẽ không cầm hai số đấy đâu. Vì thế anh chị gọi điện đến sẽ trực tiếp làm việc với cả anh Hồng Đài, Hồng Lê luôn nhá.
Rất cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến những cái giây phút này. Và nếu mà thấy hay ạ thì cho em xin một nút like làm nguồn động viên tinh thần cho riêng em. Đấy, đã làm nên một cái video giới thiệu đến cho anh chị đến tác phẩm đẹp như thế này. Vâng, và anh chị nào mà xem được video rồi mà chưa đăng ký kênh ạ, cũng xin hãy đăng ký kênh bên em để có thể nhận được những video mới nhất, những tác phẩm mà mới hoàn thiện để em sẽ đưa lên giới thiệu đến các bác cùng thưởng lãm nhé. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn, và cũng xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo ạ. Xin chào, thân ái và quyết thắng.